Đây này. Trời, con to chưa? Ui con bé thế. Mới lở đây anh em này. Chắc lở được một hôm. 4 con. Ui, anh em đây nhìn những cái vườn nhãn này. Ấy. Mà vườn nhãn này cạnh đường, sát đường quá, cả lăng không có chim. Ui ôi đây rồi. Anh em nhìn cái vườn vải trước mặt này, dã man không? À, cái vườn vải bên tay phải mình này. Ấy. Cái vườn vải kiểu kiểu như này là một bọn Bách Thanh nó thích làm tổ lắm ấy. Ai, à, nhìn chưa? Nhưng mà rộng mênh mông luôn. Cái này tìm đang hơi mệt đấy. Để mình thử tuyệt chiêu của mình nhá. Lấy loa kích cái này. Mình lúc nào mình mang cho loa anh em ạ. Đấy, loa đây. Thử kích tiếng Bách Thanh của mình xem thế nào nhé. Nếu mà ở đây mà có lãnh thổ của bọn Bách Thanh ấy, thì khả năng là nó sẽ làm tổ quanh quanh như thôi. Để mình kích lên xem nào, xem có con nào nó hoạt đấu không. Để xem có em Bách Thanh nào hoạt đấu không. Mọi người chỉ cần bật khoảng 30 giây đến 1 phút là cùng. Là nếu mà ở đây mà lãnh thổ của bọn Bách Thanh ấy là kiểu gì nó sẽ lên nó hoạt đấu anh em ạ. À đây rồi. Vừa bay lên xong. Đây, mình tắt đi nhá. Tắt đi xem nó hoạt đấu nhá. Nó động cái xoan trước tay mình nha. Chứng tỏ là quanh quanh mấy cái cây vải này gần gần cái chỗ đoạn cây xoan này kìa. Gần cái chỗ đoạn cây xoan cao cao kìa, kiểu gì cũng có tổ. Để mình vào xem nhá. Để vào đây kiểm tra xem nào. Đấy cái chỗ cây xoan nó nhô lên kìa mọi người kìa. Đấy, thì quanh quanh mấy cái cây vải gần gần đấy là kiểu gì cũng sẽ có tổ, khả năng có tổ là cao. Ok, để mình vào đấy nhá. Ở đây nó có cái lối vào để xem nào. Chúng ta tìm hết cả vườn này lâu lắm mọi người ạ. Này cả vườn này nó rộng lắm. Đây rồi, lối vào đây rồi. Này gió to quá anh em ạ. Từ hôm nay thời tiết khá đẹp. Đây. Đây, dừng ở đây đi. Đây. Mình sẽ vào đấy nhá. Đây mình cất cái loa đi đã, không phải để đây nhá. Anh nào đi qua nhấc luôn cái loa của mình thì thôi. Nghỉ luôn. Đây. Mọi người theo chân mình vào nhá. Kia cái xoan là cuối vườn kìa. Đấy, cái xoan là cuối vườn đấy. Ôi, vườn này lụt thế nhở. Đây, đi ra ngoài này cho đỡ lụt anh em ạ. Đây, à đây nó có cái bờ. Đây rồi, đây rồi. Đây, vừa đậu cái xoạn kia. À, đi ngược lắng mọi người ạ, ngược lắng nên video nó hơi tối mọi người thông cảm nhá. Đây mình nhìn, mọi người nhìn cái con Bách Thanh đậu trên cây xoạn chưa? Đây vườn vải đây, ở đây là vườn vải đây. Rộng dã man luôn. Để mình vào mình xem tổ chỗ này ra. Xem ơi quanh quanh cái chỗ này không có tổ. Con nó đậu kìa. Đấy, bay xuống rồi, vừa bay xuống xong. Đấy nhá. Đấy thì mình sẽ tìm mấy cái cây vải gần cái cây xoan này thôi, không cần phải tìm rộng anh em ạ. Tìm rộng thì nó tìm búa xua ở đây mất thì mất công lắm. Đấy mình dùng cái tuyệt chiêu này của mình. Đây nó vừa động cái xoan này xong này. Đấy mọi người nghe nó kêu chưa? Đấy nó bay vừa bay kìa. Đấy. Đấy đây cái xoan đây. Cái xoan đây. Vừa động cây này xong. Vừa mới kích loa này kia nó động cây này xong này. Động cây này xong này. Thôi nên mình sẽ tìm quanh quanh mấy cây này thôi này. Đấy nhá, để thử vào xem nó như nào nhá. Ây xa. Ui phân này. Phân này. Nhưng không có, này, anh em nhìn phân nó này. Đấy nhá. Chúng tỏ là bọn này nó cũng hay đậu đây. Đây cây xoan đây. Cái xoan nó đây thì anh em tìm bán kính ở mấy cây này thôi. Mấy cây gần đây thôi. Xem mấy cây gần nhất này xem nào. Không cần phải tìm xa mọi người ạ. Búa xua mất thời gian lắm. Cái này nhá. Đấy mọi người vẫn nghe nó kêu chưa? Vừa đậu cái xoàn nó kêu xong. Không có. Mình sẽ lấy bán kính nhá cái xoàn kia mình. Quanh vùng. Không có. À đây rồi. Đây rồi mọi người nhìn thấy chưa? Thẳng tay mình này. Ấy.
đúng như dự đoán của mình, tổ to luôn này, dễ nhìn luôn này. Để xem em là hàng này có gì chưa. Ô, có con, có con. Nghe tiếng kêu, mọi người nghe tiếng kêu chưa? Lên gần tổ đã nghe tiếng rít rít rồi. Đây này, con to chưa? Ui, con bé thế. Mới lở đây anh em này. Chắc lở được một hôm. 4 con, 5 con, 5 con, một con đang nằm kìa. Níu díu, líu díu. Cũng không ngoài dự đoán của mình. Đấy, phần ở dưới đầy ấy, mọi người nhìn nghe thấy chưa? Chỉ quanh quanh cái xoan này thôi. Đây cái xoan đây này. Đây cái xoan đây này. Đấy, vừa động cái xoan cái nó hót này. Mình tìm mấy cái cây vải này thì đúng cái này dính luôn này. Đấy, không thì nó chỉ ở quanh quanh mấy cái này thôi. Đấy, không có rồi. Đấy, mấy cây này rất đẹp à. Đấy, làm ngay đây luôn. Cách cây xoan này độ khoảng hơn chục mét. Ok, một tổ 5 con nha mọi người nhá. Mấy con 5 con mới lở rồi, chắc được khoảng một ngày. Đấy, thế ra tổ ngay mọi người ạ, không phải tìm cả vườn. Nếu mà tìm cả vườn rất mất thời gian mọi người ạ. À đâu có đôi dép của mình. Tìm cả vườn thì vô cùng là mất thời gian luôn. Nên là mình gọi là sử dụng tí tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu của mình đã tìm ra tổ ngay. Anh em ạ, 5 con nhá. 5 con đấy thì chắc khoảng cũng phải 5-6 ngày nữa mới bắt được. Có mất, à đây đôi dép đây. Chắc khoảng 5-6 ngày nữa mới cho về đội được anh em ạ. Anh em nào thích thì liên hệ mình nhá mọi người nhá. Tổ này cũng khá đẹp đấy, 5 con. Ui dồi ôi. Ấy, à, ngay đây luôn. Ok mọi người nhá. Một tổ bách thanh 5 con nhá. Vừa mới rút loa ra thử cái này đã định vị được tổ của nó luôn.